tính hung hít nữa. Hành xác. Về hành xác thì mình đã là một truyền thống, mình vẫn giữ những cái điều đó. Trời mưa là quậy, ta sẽ có rất là nhiều máy tính. Đoàn kết, vui. Đi xa, hoành tráng. Cuộc dã ngoại, nhưng mà cái hình ảnh internet. Đông đúc, vui vẻ và đông vui. Lạ vui và đặc sắc, sẽ rất là vui và rất là sôi động, rất là dữ dội. Cháy hết mình, tạo đoàn kết, đông đúc và nhiều màu sắc. Anh chú lại mù mịt quá, như lễ hội vậy thôi. Mất đi cảm hứng, địa điểm lại là Phú Thọ, nhìn lên thấy tòa nhà Vinzy hết hàng, cũng không có gọng gì. Mình không có vấn đề, không nhớ nữa. Có vẻ như sẽ ít vui nhộn hơn năm trước, hoạt động event có vẻ dày đặc. Mọi người sẽ không bỏ về dưới chân, đừng có mưa quá to. Sẽ có mặt đầy đủ, không có hành xác như mấy năm trước. Đánh dấu sự trưởng thành công ty, các bạn mới có cái dịp để hòa nhập. Giải thưởng phải hành tráng. Tất cả mọi người đều phải tham gia hết mình với nhau. Thì đến nhà mọi người thôi. Không khí sôi động như trò chơi. Phấn khích đối với mọi người hơn, hành xác dữ hơn. Sự tàn không. Sung mãn, mãn vẫn còn sung. 9.2 năm, nắm phải hai chim, nhưng mà là chim. Hội khoai to, tim đâm, đỡ giao găm, gặp cao thủ là băm. Không có nhớ rõ lắm.